Thưa quý vị, sau một tháng tích cực điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã cứu thành công nữ bệnh nhân bị máy cuốn sợi kéo tóc tróc toàn bộ da đầu. May mắn là cô đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy kịp thời cấp cứu, dành ghép mảnh da lại thành công. Nữ công nhân quê Tây Ninh gặp nạn khi đang làm việc với máy kéo sợi. Do không đội mũ bảo hộ, cô gái bị lóc da đầu, đứt một phần vành tai bên trái, được các bệnh viện ở địa phương sơ cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy sau tai nạn 3 giờ. Chúng tôi chia làm hai nhóm. Một nhóm là luôn chuyên xử lý cái da đầu. Cái da đầu lóc ra thì lúc đó thứ nhất là mình phải làm sạch. Bởi vì chúng ta biết là khi cắt xong rồi thì tóc dính rất là nhiều, đâu có nối được, nó sẽ nhiễm trùng. Rồi thứ hai nữa là phải tìm cái mạch máu rất nhỏ trên một cái da đầu bị dập nát. Thì đó là kiếp thứ nhất. Kiếp thứ nhì thì ở trên đầu bệnh nhân thì phải tìm mạch máu còn có thể nối được để tiếp nhận cái mảnh da đầu còn lại, mảnh da đầu đã bị bong ra. Như vậy thì ít nhất phải có hai kíp, bởi vì nếu như chúng ta chỉ cần có một kíp, chỉ có một kíp mổ thôi, kíp này đang lo để tìm mạch máu rồi là nhảy sang để kiếm cái mạch máu bên chỗ da đầu thì thời gian sẽ tăng lên gấp đôi, và như vậy thì khả năng để mà cho phẫu thuật thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Hai ekip phối hợp phẫu thuật trong 4,5 giờ ghép thành công da đầu, nối vành tai lại cho bệnh nhân dưới sự hỗ trợ của hệ thống kính hiển vi. Theo các bác sĩ, ca này phẫu thuật thành công nhờ mảnh da được sơ cứu bảo quản ban đầu đúng cách. Người dân nên biết cách là bảo tồn cái mô đứt rời. Tức là giống như bây giờ là mình giống như cái mô đứt rời á, mình bỏ vô cái bọc ni lông, ngắn bỏ vô nước đá chứ đừng bỏ ngâm vô nước đá ngay. Thì là nó sẽ làm cho cái mô nó bị phù nề, nó sẽ khi mà quá trình nó là nó xấu đi, khi mình nối lại liền nó thì khả năng nối liền nó thấp lắm. Còn cái kia chưa chắc nối được, nhưng mà điều là có khả năng tại mình bảo quản đúng cách thì là bỏ, đương nhiên là bỏ vô nước đá rồi, nhưng mình phải ngoài ra mình bọc cái phần mềm bảo vệ ngoài để bảo tồn cái mô. Theo thống kê, mỗi năm Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 8 đến 10 trường hợp bị lóc da đầu, đa số là trường hợp ở tỉnh xa không sơ cứu đúng cách và đem đến bệnh viện trễ, khiến việc điều trị thất bại.